Một vấn đề đáng quan tâm khác trong dịp lễ Tết đó là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thưa quý vị, dịp lễ Tết thường là thời điểm dễ xuất hiện tình trạng đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng bằng xe máy tại các vùng giáp ranh trên tuyến quốc lộ hoặc các khu công nghiệp vào ban đêm. Chính vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự toàn tỉnh đang tăng cường nắm thông tin, tổ chức mật phục để ngăn tình trạng đua xe trái phép, ghi nhận tại địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đây là hình ảnh nhóm đối tượng thanh thiếu niên đua xe trái phép trên đường quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn huyện Thống Nhất vào ban đêm, đã làm cho người dân và người tham gia giao thông hết sức lo lắng. Vâng thưa quý vị, đây là quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn huyện Thống Nhất. Trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều nhóm thanh niên tụ tập rất là đông đua xe và xe có cái khuynh hướng lớn chạy tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hiện nay lực lượng chức năng đang cảnh báo các hộ gia đình cần phải quan tâm đến con mình và không giao xe cho con khi mà con chưa đủ tuổi và chưa có bằng lái xe để đảm bảo an ninh trật tự cũng như an toàn giao thông. Qua hình ảnh camera cho thấy nhóm này chạy với tốc độ chóng mặt, bất chấp sự nguy hiểm, gây náo loạn cả đoạn đường từ cầu vượt Dầu Dây về hướng Trảng Bom. Người dân cho biết đêm nào cũng nghe tiếng nẹt pô xe, tiếng hú của động cơ làm người dân hết sức bất an. Ở đây thì nó chạy ban đêm tầm khoảng 10 giờ mấy mình cũng thấy ớn rồi. Nhiều khi mấy đứa trẻ thì nó chạy thì nó không có nghĩ ở đây lâu, không biết ở đây hay là ở đâu mà nó đua lên. Thì nói chung là chơi đợt vừa rồi thì nói chung là có công an thì ở 17 huyện mình nó phối hợp với thị trấn đó là nó bắt được thì nói chung là cũng đỡ. Đó là coi như là đỡ được, cũng thí dụ 10 cũng đỡ được 8-9 mà vẫn còn, đó, lâu lâu là nó cũng còn đua. Sau khi phát hiện, lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông công an huyện Thống Nhất đã phối hợp truy quét và bắt giữ được nhóm đối tượng này, thu giữ gần 10 chiếc xe máy đã thay đổi kết cấu xe hay còn gọi là đổ xe. Trong giai đoạn cuối năm thì dự báo là tình hình an ninh trật tự tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là các ngày lễ cuối năm thì lực lượng công an huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trên tuyến giao thông, tuần tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến giao thông. Theo công an huyện, trong năm 2023, lực lượng 161 đã bắt giữ được một vụ đua xe trái phép và ngăn chặn kịp thời được hai vụ đang tụ tập chuẩn bị đua, tạm giữ hàng chục xe máy các loại. Muốn sao cái vụ mà ấy canh mà diệt để được nó là quá mừng. Cho nó lần cái một phần là đỡ cho người dân, thứ hai nữa là cho gia đình của họ nữa. Con cháu họ người ta cũng mấy nhiều khi nó ra đường thì cha mẹ họ đâu biết. Đó, mình cũng mong sao mà để triệt để được mấy cái thằng xe đổ đua đó. Đó cũng là quyết tâm của lực lượng công an Đồng Nai nói chung và công an huyện Thống Nhất nói riêng. Mới ít ngày vừa qua, công an tỉnh đã triệt phá một số tụ điểm chuyên đổ xe thay đổi kết cấu. Từ đó sẽ hạn chế tối đa tình trạng đua xe trái phép của thanh thiếu niên và mang lại sự bình an cho nhân dân.